Mình ơi! À, nè, sao vậy? Sao bà không chịu gõ cửa trước khi vô vậy hả? Ông dán giùm tôi miếng cao với. Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá cho nên tôi bị đau dai. Đưa đây cho tôi. Về phòng dán đi chứ. Sao không mang qua đây luôn? <laughs> À, xem chút là tiêu rồi. À, thiệt là. Cái này là bánh kem mà Chi Ho rất thích. Ờ, chắc là ba mua cho Chi hô rồi. Vậy chắc chắn là em ấy đang ở đây. À. Ba sẽ quay lại đây liền đó. Mình đợi ba đi ngủ đã, rồi quay lại. Cũng được. Người ở dưới này nè. <laughs> Có ai không? <laughs> Cái này là gì đây? Gì gì đây? Cái này là gì? <laughs> Bản cam kết sưu sinh chi Ba Ba muốn tốt cho con thôi mà Wow, thật sự có một căn phòng bí mật Nếu Chi hồ ở đó thì làm sao anh? Giúp em ấy thoát ra hả? Tất nhiên rồi Không biết em ấy đang ra sao nữa bị bịt mắt bịt miệng hay là tay chân bị trói bằng dây thừng chắc là ba không bỏ đói em ấy đâu hả à, ba mua cho chi hô bánh kem mà có một mình chắc chắn là sợ lắm à, tôi đi tôi nghĩ là mình đã tìm ra chỗ của chi hô rồi căn phòng bí mật sao có một căn phòng dùng để trú ẩn trong chiến tranh nằm ở bên dưới phòng đọc sách của ba tôi Vậy là cô ấy đang ở nhà rồi Cái đó thì không dám chắc 100% đâu Đợi ba ngủ rồi tôi sẽ kiểm tra Chi Hô sẽ không sao chứ Ba tôi thương Chi Hô như vàng như ngọc vậy Vì sợ mấy trốn đi cho nên Mới phải nhốt lại như vậy thôi Dạ Tôi sẽ đợi tin của anh Chi Hô à Em phải cố lên nha phim được chiếu tuyết minh tại tv hay giảm otrg. Su Song Ze được bất hợp vụ lô mệnh vị chuyển con ngã nguyên dòng ba đời nhà chúng tôi sao? Đó là dành lại Su Xuyên Chi không lẽ Su Xuyên Chi là nhà quan Đông Chu? Chúc mừng ta Bà ấy nói nếu như một đứa chết thì đứa kia cũng chết theo. Ân quán từ nhiều đời trước gây ra, sẽ ứng lên người của con cháu. Thù quán của tổ tiên, đám con cháu sẽ thay nhau gánh giác. Chắc là nói về tổ tiên họ choi rồi. Bà ấy nói tổ tiên bên nhà gái còn mang nhiều tội hơn. Ê nè, cái đó sao mà bói ra được đúng là lừa đảo mà. Cùng bên với Minh Hô cũng y như lời bà ấy nói đó. Nếu chia cắt hai đứa tuổi nó, thì cả hai nhà sẽ tuyệt tôn còn nếu như mà mang thai thì cũng chết ở trong bụng mẹ việc cơm bơn xảy thai cũng được đoán trước luôn kìa thật vậy hả tôi sợ muốn chết luôn đây nè ôi trời ơi đúng là xui xẻo ở cái chỗ coi bói đó tôi còn gặp người đàn bà nhà họ choi nữa ôi người đâu mà vừa mê tín vừa thô lỗ ôi, thiệt tình một bên chết thì sẽ kết thúc được sao trời ơi không phải đâu bà ấy nói một đứa chết đứa kia sẽ chết theo luôn đó vậy thì làm cho nó tàn phế thì sao đây chị hô em đang ở dưới hả Em chồng ơi, em ở dưới đó thì lên tiếng nha. Anh ơi, anh ơi, em ở dưới này nè anh ơi. Chị Hô à, em không sao chứ. Anh ơi, em đang ở đâu vậy? Đây là tầng hầm dưới phòng đọc sách của ba. Anh cứu em ra ngoài với anh ơi. Anh tìm được chìa khóa sẽ đưa em ra liền ráng lên. À Chị Hô à, em ráng chịu chút nha. Anh Đông Chu, anh ấy không sao chứ. Ờ... À cậu ấy rất lo cho em đó nhờ anh chị chuyển lời với anh ấy là em không sao đâu chi hô à em ăn cơm chưa ở dưới đó thế nào vậy em hồi nãy ba có đưa cho em Bánh kem với bánh mì rồi nhưng mà em sợ lắm anh chị ơi sắp được ra ngoài rồi cố gắng lên em phải ngủ cho đủ giấc vận động cho giãn cơ chứ đừng có ngồi mãi một chỗ <laughs> em cảm ơn anh chị đã tìm ra em chi hô à cố lên nha chịu khó nha em Wow, hay quá <cười> <cười> đúng là không có chuyện gì mà anh minh hô không làm được mau tìm thử coi à. không có thấy Ở bên này cũng không luôn Không để trong học tủ Thì để đâu được ta Trong phòng ngủ cũng không Không lẽ để trong xe Tôi cảnh cáo cậu một lần cuối không nghe lời thì gia đình cậu sẽ bị tổn hại Con có thể không quan tâm tới ba mẹ Nhưng ba mẹ không thể bỏ mặt con Mẹ không thể thấy con bị người khác tổn hại Nếu con không muốn chia tay con bé đó Thì hãy từ mặt cha mẹ vào tổ tiên Sống như một đứa cô nhi đi Vậy là bác muốn hủy bỏ tài khoản tiết kiệm của Chê Đông Chu sao? Phải, cũng được 25 năm rồi. Nếu bác cần tiền, thì ngân hàng có thể tư vấn cho bác vay. Không cần, cứ hủy cho tôi. Ở độ tuổi bác, thường thích du lịch Nhật Bản hay Trung Quốc. Nếu bác thích suối nước nóng, không biết Tokyo và Osaka thế nào. Suối nước nóng, được đấy. Sắp xếp giúp tôi một tour du lịch tốt nhất. Càng sớm càng tốt. Vâng bác đi mấy người ạ Trời một mẹ. mình thôi nếu như cô muốn bảo vệ con trai của mình thì bác nó tránh xa con gái của tôi ra tôi có thể làm mọi thứ để chia cắt hai đứa tụi nó còn đe dọa được là tốt cô liệu mà xử lý đó nếu như cô còn muốn gặp lại con mình ở hàn quốc này không có gì đồng tiền không thể làm được chị à, à nghe nói nhà họ bắt đó đã nhốt con gái họ lại thần không biết quỷ không hay sao lại nhắc tới chuyện nhà đó nữa chứ bây giờ đông chu và con gái nhà đó đã bị chia cắt rồi ừ? chị cứ thoải mái lên đi ừ? <laughs> đông Chù ừ, nó trời. bị chia cắt với ai vậy ừ, mẹ, mẹ. mẹ ơi mấy đứa tưởng mẹ không nghe không biết gì hết sao mẹ biết hết đó ừ. Ừ. đông chu chia tay với bạn gái của nó rồi hả đúng rồi đó mẹ chính xác tại sao lại chia tay thì yêu đương là như vậy mà không có gì đâu có chuyện gì đơn giản hơn yêu đương chứ nhìn thoáng một chút đi đời người ngắn ngủi lắm <laughs> chị à Em sẽ đi du lịch với anh Giang Su Còn tiệm làm tóc của tụi em Thì sẽ sửa sang lại Theo phong cách mới đó chị <laughs> Chị à Chị có nghe em nói gì không Ờ có <laughs> Đến khi tiệm làm tóc sửa xong Thì em với anh Giang Su Sẽ đi tới Bắc Âu du lịch <laughs> Anh Giang Su nói Muốn luyện tập trước Cho tuần trăng mật của hai đứa <laughs> Em đi nha chị Nhớ còn bé ở đâu vậy chứ à... Chi Hô không sao chứ anh ừ. Nghe giọng nó vẫn khỏe Ngược lại Chi Hô còn lo lắng cho cậu nữa đó. Tôi thật là có lỗi với cô ấy Cậu và nó thật là giống nhau Xin anh hãy cứu Chi Hô ra giúp Tôi vẫn chưa tìm ra được chìa khóa Tìm hết mấy nơi có thể rồi nhưng mà vẫn không thấy Chắc chắn là nó ở trong phòng Chìa khóa sao anh quay lại phòng sách, gửi cho tôi đi. Bà đã tới ngân hàng hả? Tôi đốt khoản tiết kiệm có đông chưa? Đã tiết kiệm từ lúc nó một tuổi, định lúc kết hôn sẽ đưa cho nó. Làm chuyện vô ích suốt 25 năm. Tôi sẽ xài hết. Tôi sẽ đi du lịch. Được đó. Bà cứ xài hết đi. Vậy um, cho tôi đi chung với bà được không vậy? Không, không thích. Tôi không muốn nhìn thấy đàn ông nhà họ trôi. Ừ. Nè, Sun Yong à, đòi thử đi. Hả? Ờ, gì vậy anh? Nè. <cười> <cười> anh thấy được không? Ôi, hợp với em lắm đó. À. <laughs> ừ, gì vậy? Ừ. Cái này à. nè. Trời ơi, <laughs> gì vậy? Coi thử đi em. Cái này hả? Ừ. Nè. Ừ. ừ. <cười> Đây. <cười> Có hợp không anh? Hợp lắm đó, đẹp ghê hả? Thanh toán hết giùm tôi. Dạ. Thanh toán hết hả? <laughs> Anh Trang Su à Hôm nay Mình đã xài tiền hơi nhiều quá rồi đó Nói thật thì anh Còn muốn mua cả trung tâm mua sắm cho em nữa <laughs> Anh Trang Su à Tuần sau Tiệm tóc sẽ bắt đầu sửa sang lại Và tới cuối tuần Chúng ta sẽ đi du lịch nhà em Dạ Nhưng mà em chỉ nhận quà của anh thôi thì sao được Anh tặng thì em cứ nhận đi Em hoàn toàn xứng đáng với những thứ này Xuân giòn là một người phụ nữ tốt Em muốn trở thành một người Một người tốt hơn nữa Để xứng đáng với anh Trang Su Cứ như hiện tại là đủ rồi Sun Yong à <laughs> Anh Trang Su à Đây không phải là mơ phải không anh Lần đầu tiên trong đời em Có một tình yêu như vậy Có phải là mơ không Anh sẽ cho em biết vậy Dạ dạ đợi anh một chút nha điện thoại ừ. đừng nghe điện thoại khi nào tôi mới được gặp con gái của mình gặp được rồi thật vậy sao à. nhưng mà rất khó nhìn thấy trong nhà ờ, bà nói như vậy là sao tại sao không thể thấy nó trong nhà vậy thì nó đi đâu không lẽ hai đứa nó lại bỏ trốn nữa hả? Nếu cha mẹ xen vào cuộc đời con cái một cách quá đáng, sẽ chẳng có gì tốt đẹp. À. Không muốn bọn trẻ bị tổn thương thì đừng có can thiệp nữa. Tóm lại là vậy. À, trời ơi, sao cha mẹ lại không được quản chuyện của con cái chứ? Bà thích thì cứ quán đi. Mặc ừ. kệ bọn trẻ bị tổn thương. ơi trong xúc hả? Đang làm gì vậy? Trời đang đẹp nè, ra ngoài vận động chút đi. À, trời ơi, tôi không biết con gái của mình ra sao, thì còn tâm trạng gì chứ không muốn làm cái gì hết. Nè, đau lòng vì con cái thì có ích gì chứ. Ra ngoài dạo đi, rồi cũng đi tập gôn. Đổi lại, tôi sẽ đãi bà một bữa thiệt ngon. Tôi nói là không cần mà. Tôi biết rồi, một tiếng nữa gặp. Ừ. Ôi, trời ơi, cũng không thể mặc kệ tụi nó, ừm gậy của mình đâu rồi nó dám lấy trộm gậy của mình sao tiêu đời với mình rồi ơ à, sao lại như vậy chứ thật là ơi thiệt là bực mình máy bị hư rồi hả thầy bói khuyên á là đừng có quản chuyện tụi nhỏ nhưng mà su hi đâu có chịu nghe Bị tổn thương hả? Sao lại đi nghe thầy bói nói linh tinh? Thầy bói đó nói đúng lắm luôn đó bà. Vậy là... Chỉ cần tìm được chìa khóa là cứu được em chồng con ra ngoài nữa hả? Ừ. Cứu ra rồi em ấy sẽ ở đâu đi? Khách sạn hả? Chuyện đó thì vẫn chưa biết. Hay là tới khách sạn em chồng em đang ở đi. À, bây giờ không có làm vậy được đâu. Đưa về nhà chúng ta đi. Cũng có sẵn phòng. Giả lại ở đây cũng an toàn nữa. Ờ... À làm vậy cũng được hả mẹ dù sẽ có lỗi với bên thông gia nhưng thật sự nếu nghĩ kỹ thì ở nhà chúng ta vẫn đỡ hơn bên ngoài ừ con cũng tán thành chuyện đó dạ con nghe mẹ con lấy gậy đánh gôn của mẹ có phải không dạ không con đâu có biết đánh gôn đâu sao vậy mẹ nó mất tiêu rồi con đổi lấy kẹo ăn được có phải không <laughs> Con không có thích ăn kẹo đâu mẹ à Dạ Ôi thiệt là Chắc con sẽ phát điên về mẹ chồng con mất thôi Sao nữa hả? Không tìm ra gậy đánh gôn nên bây giờ nghi ngờ là con lấy á Mọi người biết đánh gôn thì mới lấy chứ Thiện vậy mới nói Ồ Là ba chồng lúc đầu do chỉ luyện tập mỗi tư thế đánh gôn nên sẽ rất là ừ, chán. Dạ. Nhưng mà đây lại là một bước cực kỳ quan trọng đó ừ. nghe. Thế này, cái hông phải giữ cho thẳng. Ờ. Nè, thử coi. Phải, đúng rồi. Ừ. Wow, tư thế thật chính xác. <laughs> em giỏi lắm đó nha Dạ. Nè, yeah, phần lưng này á, phải giữ yên không được cử động đâu nha Vậy hả? Đúng vậy đó. Còn phần hông nè, đẩy ờ. lên, đẩy lên, từ từ nâng lên. Em dùng dầu gội gì vậy? Loại nào rẻ thì em dùng thôi anh. Trời dùng loại rẻ tiền đã thơm như vậy rồi nếu như em mà dùng loại đắt tiền anh chết luôn à <laughs> anh này thiệt là <laughs> à, gần đây anh vì chuyện con cái mà anh không muốn sống nữa nhờ có em anh có thể tiếp tục sống đó hi à em là bình oxy của anh đúng không con trai anh lại gây chuyện nữa rồi sao lần này là con gái anh trời à. thiệt là chỉ có cuốn này bị lệch ra. Phải là tôi đi. Bây giờ anh tới phòng sách có được không? Bên trái phòng sách ở giữa kệ sách có một cuốn sách bị lệch ra ngoài. Cuốn sách màu đỏ đó. À, tôi thấy rồi. Cuốn sách đó có chút kỳ lạ. Không lẽ là ở đó? Ủa? Đúng rồi nè. Thấy rồi sao? Quả nhiên là cậu đã đọc rất nhiều sách. Để tôi mở thử coi. Anh Minh Hô à? Ba về rồi đó anh. Tôi sẽ gọi lại sau. cố chịu thêm chút nữa chi hô Tối nay mọi người sẽ cứu em ra Lẽ ra là em định tìm căn phòng bí mật đó Nhưng mà chi hô tìm ra rồi Sao em biết được là có căn phòng bí mật vậy hả Lúc viết tự truyện em có nghe nói tới Em nghĩ trong căn phòng đó Sẽ có bí mật về ngôi nhà su sơn chê Hy vọng là chi hô Có thể tìm được manh mối gì đó Chà Con dâu trưởng của nhà mình Xuất sắc ghê ha <cười> <cười> Càng xuất sắc á thì càng quá em em bị làm sao vậy hả <laughs> tự nhiên một cà phê làm em buồn nôn quá à cà phê không lẽ <laughs> không phải hả làm sao bây giờ ê, có sao đâu cứ chờ tới lần sau thôi em à, em lo quá anh à ê anh nói là không sao mà không phải lỡ con mình thành quan gia đời thứ tư thì sao đi ừ. <laughs> đây nè <laughs> ê cái này là thiệt hả ê có thể là giả được hả <cười> <cười> ê, vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn đâu phải tới bệnh viện khám lại chứ bây giờ đi liền đi ha nhanh lên nhanh <cười> <cười> mình mau thông báo tin này cho mọi người đi em à, điện thoại để đâu rồi ta ê Chờ chút đan hồi hộp quá à. đợi xem tình hình rồi ngày mai mình báo nha vậy đi nha chà bà chắc chắn sẽ rất vui đó em à đứa bé này đúng là quá may mắn may mắn ơi con muốn ăn cái gì nè Ê, anh thiệt là sao vậy ờ, à, thật là quá con thật, hả ôi trời ơi quá rồi con của mẹ giỏi quá đi mẹ vui tới vậy thiệt hả trời ơi con còn phải hỏi nữa hả nhớ đi đứng cẩn thận nghe chưa trong vòng năm tháng tới không được làm việc vất vả quá đâu á ừ. <laughs> chúc mừng con sẽ trôi <laughs> bây giờ con trở thành người trưởng thành thật rồi à, dạ con cảm ơn ba vợ <laughs> à, con có muốn ăn cái gì hay không hả ừ. giờ con vẫn chưa nghĩ ra chừng nào nghĩ ra thì phải nói cho mẹ biết nghe chưa à, à mà con thưa chuyện với bên nhà chồng chưa con định là ngày mai nói mẹ à, người lớn bên đó đang buồn có tình vui như vậy thì thật là may quá rồi. Dạ <laughs> hey, đúng vậy đó mẹ <cười> <cười> à. Anh mà không biết là có nên nói cho chị nghe không mẹ? Ừ, anh Minh Hô. Ừ. Em lại một giật nữa rồi. Em đừng có quá thất vọng, mình lấy nhau chưa được một năm mà. Em muốn mình là người sinh con trước tiên trong ba người. Ba người thì ơn bên với cả chi hô nữa đó phải ha anh cũng không muốn thua anh em nhà chơi hanh chu và chơi đông chu chút nào <laughs> cho nên chúng ta cần phải cố gắng hơn nữa à phải rồi anh minh hô em biết ai là trộm trong nhà rồi thật hả là ai vậy anh đoán thử đi đây là nhiệm vụ thứ hai sau căn phòng bí mật hả ta ngày mai mình bắt trộm đi nhiệm vụ tối nay quan trọng hơn tối nay phải giúp cho chi hô và cho đông chu gặp nhau Chị Hồ à, anh xin lỗi. Em đợi ở trước xu sương chi. Khi chị hô ra, em sẽ đưa cô ấy tới nhà của chị dâu. Em cảm ơn chị. Cố gắng lên nha em. Có tin tốt là anh đây. Nó chúc hả? Chính chứ? Chúc hả em? Hôm bao nhiêu? Em lên chức chú rồi đó. Cả nhà biết chưa? Vẫn chưa. Anh mau thông báo đi. Nhất định mọi người sẽ vui lắm đó đợi em quay về tụi anh sẽ báo cho mọi người biết. Hôm nay em phải về đó. Đưa chị Hu tới đó an toàn. Em sẽ về nhà. Thật vậy hả? Ừ, dù mẹ của mình á, ngoài mặt thì có nói vậy thôi. Nhưng mà thật sự rất là lo lắng cho em đó. Dạ, em biết mà. <cười> <cười> Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org bà sao vậy à, tự nhiên tim tôi nó cứ đập thình thịch sao tôi thấy bất an vậy nè chắc do bị nóng ở trong người hay là để tôi đấm lưng cho bà tắt sang gu đã đem con gái giấu đi mà không ai hay biết vậy hả tôi sợ ông ta sẽ gây khó dễ cho đồng chu ngày mai tôi phải kêu nó về nhà mới được phải tôi đã tới rồi được chi hô à em chồng ơi anh ơi chị hô à, anh à, ơi chị hô của anh phải khổ rồi chị ơi à, chị ơi ở em chồng ơi em bị nhốt ở đây bao lâu rồi anh hôm nay là ngày mấy vậy bây giờ là mấy giờ chuyện đó sao hãy nói đi cho đông chu đang đợi em bên ngoài anh đông chu đã tới rồi sao ừ anh đã soạn hành lý giúp em hết rồi tới nhà cô mẹ đẻ của cơm bên đi mọi người đã tính sẵn hết rồi ở đó đợi anh thuyết phục ba em cảm ơn anh chị em nhất định phải mạnh mẽ lên đó ừ. mình đi thôi 그대, 걸어가는 길.